Nhà vườn Phong Sơn gửi lời chào các bác OK. Hôm nay nhà vườn Phong Sơn sẽ gửi báo giá tới các bác 5 tác phẩm tiêu biểu đặc trưng giá rẻ tại nhà vườn Phong Sơn. Đó, em sẽ báo giá từ cao xuống thấp. Đó, từ cao xuống thấp. Tác phẩm đầu tiên là một tác phẩm xanh dáng long hóa làng, một tác phẩm đồ sộ, một tác phẩm đẹp nhất. Đó, tác phẩm này có giá là 32 triệu cả chậu. Đó, các bác cùng nhìn ở bệ rễ thân. Đó, thân này là một người ôm. Đó, long hóa làng. Đó, bên dưới bệ là nhìn như một cái đầu rồng đấy ạ. Cây có chiều cao từ mặt chậu 1m8 và tán ngang là 2m5. Đó, đây là cây số 1 em gửi tới các bác 32 triệu. Tiếp theo là một đôi xanh nam điền dáng trực huyền, chiều cao từ mặt chậu lên là 2m1, chiều cao cả chậu là 2m7 và tán huyền mỗi cây là 2m. Một bộ đôi xanh nam điền có giá là 28 triệu cả chậu, cả vận chuyển. Đó, em sẽ báo giá qua 5 tác phẩm và các bác quan tâm tới tác phẩm nào thì em sẽ gửi tin nhắn và video chi tiết cho các bác. Đó, giá trên có thể thương lượng nếu như các bác ở gần nhà vườn Phong Sơn. Đó, một bộ đôi xanh nam điền giá 28 triệu bao gồm cả vận chuyển. Tiếp theo đây là một cây dáng làng. Đó, dáng làng hay gọi là dáng lưng. Đó, năm thân, đó, ngũ lão dáng đình. Tác phẩm này có giá là 26 triệu một tác phẩm xanh cổ. Đó, đây là tác phẩm số 3, 26 triệu một tác phẩm dáng làng, ngũ lão dáng đình. Đó, trên thềm đá cây này cực kỳ là già. Đó, cực kỳ là già và trên kế chức bệ có đây gọi là bệ cổ. Đó, bệ này thì giờ có thể tìm nó hơi khó. Đó, tác phẩm này có giá là 26 triệu. Đó, em sẽ báo giá từ cao xuống thấp. Ở cuối video là cây có giá rẻ nhất để các bác cùng theo dõi. Đó, cây này thì chiều cao là 1m5 và tán ngang là 2m5. Tiếp theo đây là một tác phẩm xanh nam điền dáng làng. Cây này có giá là 19 triệu cả chậu. Đó, chưa chậu là 17 triệu. Đó, cây này xanh nam điền, da vàng óng. Các bác cùng ngắm. Cây này thì có chiều cao từ mặt chậu lên là 1m5, chiều cao cả chậu nữa nó rơi khoảng 2m3 và tán ngang của cây là 2m. Một tác phẩm dáng làng giá 17 triệu, chưa chậu 19 triệu cả chậu, đã bao gồm vận chuyển. Đó, đây là tác phẩm số 4. Các bác quan tâm tới tác phẩm nào, các bác hãy bình luận xuống bên dưới. Em sẽ gửi video chi tiết, đó, kích thước và tư vấn cho các bác cụ thể. Đó, các bác cùng ngắm. Và tác phẩm cuối cùng có giá là 16 triệu. Một tác phẩm xanh năm điền dáng tam sơn. Cây này có chiều cao từ mặt chậu lên là 1m8 và tán rộng là 2m. Đó, các bác cùng ngắm. Các bác ưng tác phẩm nào, các bác có thể để lại số điện thoại hoặc các bác gọi điện trực tiếp cho nhà vườn Phong Sơn qua số điện thoại ở trên màn hình. Đó, 5 tác phẩm. Giá em đã báo giá. Đó, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác thật là nhiều sức khỏe.